Ok, xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nót, chuyên về đào tạo và huấn luyện thanh nhạc từ cấp chuyên nghiệp cho tới cấp nghiệp chuyên. Ok, cỡ nào cũng dạy được các bạn ơi, chỉ cần các bạn thích ca hát và muốn tập luyện ca hát một cách nghiêm túc để làm gì? Phát triển bản thân để cho cuộc sống của mình vui hơn và hạnh phúc hơn. Chỉ cần các bạn nghiêm túc với các ca hát là mình sẽ nhận dạy. Đó. Còn nếu các bạn không nghiêm túc với ca hát thì từ từ chuyện đó tính sao. Ok, tại mình làm cái này vì đam mê mà, thì mình nói chuyện vậy thôi, vui vui hai ba câu thôi. Rồi ok, mình vô chủ đề nè. Và chủ đề cái quan trọng ở đây á là hôm nay mình sẽ đi một cái chủ đề mình thấy là rất là hay, nhiều bạn hỏi lắm. Thì đó là học mid voice không sai, nhưng trước khi học phải biết những điều này. À, những điều mà trước khi mình học mid voice mình phải biết. Tại vì mình thấy các bạn nhiều người hỏi mình trên mạng nhiều lắm. Các bạn ơi là hỏi là thì mid voice như thế này đúng chưa thầy, như thế kia đúng chưa, thế quá trời luôn. Mà cái quan trọng các bạn phải biết những vấn đề sau đây để các bạn có thể là tập luyện hoặc là phòng ngừa. Đó, mid voice là một kỹ thuật hay. Ok. Nhưng mà muốn tập được nó phải chuẩn bị yếu tố thứ nhất. Mid voice là một kỹ thuật cộng hưởng. Cộng hưởng cái gì? Các âm thanh, các âm thanh. Cho nên phải có các âm thanh rồi mới mix được. Mà hiểu câu nói này không? Làm những cái kỹ thuật mid voice là kỹ thuật cộng hưởng các âm thanh lại, hòa trộn. Mix là hòa đó, voice là giọng đó, hòa trộn các loại giọng, các giọng lại với nhau. Thì đầu tiên muốn tập mid voice là các bạn phải có từng loại giọng rồi các bạn xì trộn nó lại thì nó mới ra được mid voice. Nếu như các bạn chưa có từng loại giọng mà các bạn vô bay vô tập mid voice luôn là tan nát đời câu lụ luôn, không có lấy đâu trộn, đúng không? Các bạn phải có. À, đầu tiên là các bạn phải có, phải hình dung được mid voice, phải có. Còn các loại giọng là giọng gì thì mình đã nói rồi, các loại giọng luôn là giọng ấp, phải có giọng ngực. Thì đó, thường thường các bạn hay hét voice nè, mid voice. Còn có một cái khoảng vang giọng mặt, âm thanh đó mà, âm thanh ở miệng. Các bạn thường hay bỏ quên cái âm thanh này. Mà khi mà các bạn bỏ quên cái âm thanh này là thường là các bạn sẽ bị bóp cổ họng lại. Tin tôi đi, các bạn chỉ cần quên cái âm thanh ở mặt thôi, còn má miệng thôi, các bạn cứ kéo lên cái head voice là quên cái âm thanh ở dưới đây á, là tan nát luôn. Mà nhất là âm thanh ở dưới miệng phải chắc, cực kỳ chắc thì nó mới tạo ra. Rất nhiều những nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, họ giữ âm thanh ở miệng cực kỳ chắc để nó không rớt xuống cổ. Vô tình ta quên nó đi là rớt xuống cổ, là cứ thế mid voice một, cứ một lần tập mid voice là một lần các bạn xước cổ, các bạn tác động vào trong cái cổ của mình, rồi từ từ nó sẽ tổn thương rồi dục luôn cái cổ họng của mình đó. Nên mid voice là nguy hiểm nha. Tập được là phải có các âm thanh đó, phải tập đi từng bước giai đoạn, đúng không? Giọng ngực, giọng ấp, giọng quãng mặt, giọng mồm, giọng bụng, giọng cổ. Giọng cổ, cái lương á, giọng cổ. Phải có đầy đủ các loại giọng, xong rồi các bạn hòa trộn với một cái tỷ lệ phù hợp. Nôm na nó gọi là tổng hợp nó lại để đưa ra một vấn đề, để mid voice nó trở nên tự nhiên nhất, mà mid voice nó trở nên hay nhất. Đó, ok nha các bạn, phải có giọng nha. Đầu tiên phải có giọng thì mới được, chứ không có là thua. Rồi, yếu tố thứ hai, mid voice cần một hơi thở tốt và một lực hát khéo léo. À, nếu không có, càng tập mid voice sẽ càng làm tổn thương giọng của mình. Hơi thở tốt và một lực hát khéo léo, nhớ giùm mình nha, cái này là tuyệt chiêu không à. Để ý, hơi thở tốt là sao? Hơi thở phải tác động vào cái gì? Vào các khoảng vang, vào các giọng, và nó tạo thành âm thanh. Rồi sau đó là kỹ năng phân bổ lực hát
vào trong từng giai điệu ca từ, từng thời điểm, từng không gian, thời gian, nó cho nó phù hợp, lúc nào cần căng, lúc nào phải thả, chứ không phải là căng từ đầu tới cuối. Mình thấy các bạn tập beat voice các bạn trời ơi chi vậy, vô bài hát đâu phải căng từ đầu tới cuối, các bạn đâu phải luyện thanh đâu, các bạn hát mà. Nên đôi khi kỹ thuật beat voice nó thì nhẹ lại thôi, từ mạnh sang nhẹ, từ mạnh sang nhẹ. Kỹ thuật beat voice cực kỳ phải khéo léo trong cách dùng lực và một hơi thở tốt, không thôi giọng của bạn càng tập sẽ càng bị tổn thương. Yếu tố thứ hai nhớ giùm mình nha, mấy cái này quan trọng đó các bạn, nên tập kỹ thuật phải tập kỹ. Vậy tốt thứ ba là yếu tố cuối cùng, đây là những lời khuyên chân thành và nho nhỏ thôi, để giúp cho cái cộng đồng đam mê ca hát của mình á, nó có một cái định hướng, một cái hướng đi nó đúng, tránh mình đi sai lầm. Mình đi sai lầm là mình đi lan man, tập lan man mà cuối cùng ra cái con đường đi đến mục đích cuối cùng trong ca hát lại không biết. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về beat voice thôi. Các bạn nếu yêu thích mình, nếu cảm thấy hay, thú vị và đây chia sẻ những cái kiến thức này các bạn thấy hợp lý, hợp tình, hợp lý, thì đăng ký và chia sẻ video này ra giúp mình, để đến với cái cộng đồng những người bạn thực sự đang muốn ca hát mà có một cái định hướng đúng. Cái gì cũng vậy, đi cho nó đúng là nên nó lẹ lắm, mà đi không đúng là nó cứ vòng vo tam quốc rồi cuối cùng không biết đi về đâu. Ok, vậy yếu tố thứ ba là yếu tố cuối cùng, beat voice không phải là tất cả của việc hát hay. Ông này nói chuyện kỳ ta, vô duyên. Cho nên đừng dành cả đời để nghiên cứu tập beat voice, mà hãy nghiên cứu để hát làm sao cho hay, cho chất và cho sướng cái thân của mình thì nó mới là đúng. Đúng không? Mid voice không phải là tất cả của sự hát hay. Các bạn để ý câu nói này với mình, không phải là tất cả của việc hát hay. Các bạn phải để ý nha, để ý thật kỹ câu này. Nếu như mà các bạn cứ nghĩ là mid voice là một kỹ thuật sẽ giúp cho các bạn hát hay, hay và hay hơn nữa, thì đó là một sai lầm. Mid voice chỉ giúp cho các bạn hát được bài hát đó thôi, hát được bài hát thôi. Còn câu chuyện mà hát hay thì nó là cần có những yếu tố. Thứ nhất là chất. Mình có ghi là cho chất và cho sướng cái thân. À, sướng cái thân mình. Và thứ hai là cho chất. Hay hay dở không có quan trọng các bạn. Câu mình bày à, nó hay như thế nào hoặc nó không hay như thế nào, câu chuyện đó, miễn làm sao mình hát mình thể hiện được cái cá tính của mình, đúng không? Và mình cảm thấy sướng khi mình hát cái khúc đó, hát cái bài hát đó, mình thỏa mãn nó. Chứ mid voice nó chỉ là một kỹ thuật thôi, bắt buộc mid voice phải học, nhưng mà đừng dành quá nhiều công sức, nỗ lực tập luyện hay lên trên mạng tìm kiếm mid voice là gì, tập là gì. Đừng như vậy, khuyên các bạn là như vậy. Mid voice tập luyện đúng hai yếu tố trên nha. Ok, chỉ cần các bạn nắm vững hai yếu tố trên, hơi thở phải tốt, khéo léo, và cuối cùng là phải mở được các giọng hát, các giọng, các khoảng vang âm thanh của mình, rồi sau đó câu chuyện tìm đến mic voice rất dễ, tại cơ thể của mình nó đã quen dần với việc tạo ra âm thanh rồi, thì chuyện kết hợp nó lại thì có nhiều cách để kết hợp nó lại để tạo thành mic voice, hòa trộn nó lại để thành mic voice. Nhưng mà sau đó sẽ đến cái vấn đề thứ ba của mình là hát làm sao cho nó chất, hát làm cho nó sướng cái thân, thì câu chuyện đó là câu chuyện thành công, thành công trong việc ca hát. Thì đó là ba yếu tố mà trước khi các bạn tập luyện mic voice các bạn phải để ý kỹ cho mình. Tập mid voice không sai, nhưng đừng quá, thứ nhất là không hiểu về mid voice đâm đầu vô tập liền là không đúng. Thứ hai là hơi thở yếu, không biết cách phân bổ hơi thở, tập mid voice cũng thua luôn, không biết về các giọng hát. Và cái thứ ba là nghĩ là mid voice nó sẽ giúp cho các bạn hát hay như là một ngôi sao, một diva, một ca sĩ hát hay này là hát hay tuyệt vời. Hát mid voice nó sẽ giúp cho mình hát sướng hơn, không có. Mid voice mà tập sai là không bao giờ cuộc đời của chúng ta hát sướng được. Phải tập đúng mid voice và sau đó là hát cho nó sướng, hát cho nó hay.
Ok, đó là lời chia sẻ của mình về mid voice ha. Những điều cần biết trước khi tập mid voice. Ok, nếu các bạn thấy hay, thấy thú vị thì hãy đăng ký kênh của mình, hãy chia sẻ kênh, hãy giúp mình làm cái kênh này nó tăng view lên nhiều nhiều chút xíu cho nhiều người biết đến mấy cái kênh giáo dục này thiệt luôn. Ít người coi quá, bữa nào chắc mình đi làm review ăn uống hay là gì đó vui vui. Đúng rồi các bạn. Mình thấy được hợp lý lần nào làm review ăn uống nha. Rồi, ok, nếu các bạn muốn học thanh nhạc online hoặc là offline, offline thì mình dạy thành phố Hồ Chí Minh trên quận 8. Rồi, còn online thì dạy khắp nơi trên toàn thế giới. Ok, rồi có gì cứ đăng ký kênh của mình rồi đăng ký mà muốn trao dồi học hỏi hay hay. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Bye bye. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc và hát cho sướng cái thân. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé. Ok.